Xin chào mọi người, xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng ngắm hoa linh tử lan Đây là một trong số những dòng hoa phong lan thuộc nhóm mini Trên màn hình mọi người đang xem thì bông nó khá là to đúng không ạ Nhưng mà thực tế này con sẽ đưa ngón tay vô này, Cái khuôn hoa của linh tử lan nó chỉ to bằng cái bề mặt của ngón tay của người trưởng thành thôi ngón, Những cái ngón tay bình thường á, chứ không phải ngón tay cái mọi người nha Đây. Còn cây thì khá là bé, cây nó chỉ bằng cái mức được thôi mọi người nhìn cái bàn tay con đưa vô này nó rất là nhỏ nha này con phải đưa máy gần vô thì mới quay cho mọi người cùng ngắm được còn về thông tin của cây linh tử lan này thì khi con lên các trang hoa lan ở trên google á tìm hiểu thì thông tin của nó khá là mơ hồ nó chỉ chủ yếu là có những cái hình hoa linh tử lan là một nè và mô tả bông hoa và cánh hoa và chủ yếu là bông là họ bán ở trên đó thôi chứ còn không có mô tả gì nhiều cây này nhưng hôm nay con sẽ mô tả kỹ cho mọi người Nói chung là con biết cái gì trong quá trình con sưu tầm cây này thì con sẽ mô tả cho mọi người nha. Và để giúp cho mọi người chúng ta không bị nhầm lẫn khi mà sưu tầm cây linh tử lan thì con đây. Đây là một cái cây linh tử lan. Mọi người nha, mọi người nhìn này. Đó, hình dáng cái cây của nó sẽ như thế này. Lá nó không có bóng nha, lá nó nhám và dày bọng nước nhìn nó khá giống với cái mình con cua và cái những cái chân cua á giống như con nhện nhỉ mọi người kiểu kiểu vậy á còn đây cái lá này ở trên bề mặt lá nó sẽ lõm xuống và nhìn thấy cái khía này nó giống như cái hình trái tim này nhiều người sẽ bị nhầm cái này có người á họ nhắn tin họ hỏi con nó là à, không biết cái cây này có phải linh tưởng lan không đợt đó tôi mua à, nhờ bạn xem dùm thì trong cái số đó thì chỉ có vài cây là lên từ lan thôi còn đa số là những cái cây này mọi người nha đây là cây lan dài cây này trên chỗ con còn gọi là uh, lan tạp và cũng như là được gọi là cây lan trứng bướm hoa dài cái này chỉ trồng chơi thôi trồng phối thêm nữa mọi người nhìn nó khá là giống đây. Đấy. có cái cây nhỏ là nhìn mới giống nè nè người thấy chưa Rồi, còn về giá thành của Linh Tử Lan thì nó sẽ dao động từ 5.000 cho tới 40.000 một cây. À, còn tùy nha mọi người nha. Thì cái mức tiền từ 5.000 cho tới tới 40.000 á thì mọi người đã biết rồi. Thì tiền nào thì của nó thôi là ta sẽ bán theo cái sai cây hoặc là cái đẹp xấu của cây. Tại vì cái dòng này nó cũng thực ra là dòng hiếm chứ không phải là khu vực nào cũng xuất hiện cái Linh Tử Lan này mọi người nha còn về sự phân bố thì con không biết chính xác là nó phân bố ở trên thế giới có hay không nhưng còn hiện tại con mới chỉ biết là nó chỉ nó có xuất hiện ở khu vực tây nguyên và khu vực lâm đồng con cũng có cái loại này này bởi vì nó xuất hiện ở khu vực tây nguyên và khu vực lâm đồng cho nên nó thừa hưởng được hai cái không khí sống đó chính là vừa nóng và lạnh có nghĩa là không cái 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 điều kiện sinh trưởng nhiệt độ của nó là điều trưởng là điều kiện sinh trưởng à, tự phân hợp với mọi người có nghĩa là nó sẽ thích nghi tự thích nghi được cho nên là cái dòng này nó sẽ phù hợp cho mọi người thuần ở mọi nơi à, vùng nóng và vùng lạnh đều trồng được cả mọi người nha đó cái dòng này nó là như vậy về cách ghép thì mọi người có thể ghép như cái khục gỗ này khi mọi người mua về thì chúng ta không nên cắt rễ nha đối với linh tử la những cái loại lam bé xíu này này chúng ta không nên cắt bỏ một cái rễ được cả kể cả những cái rễ già chúng ta cứ giữ cái rễ lại để chúng ta bó chúng ta lấy cái sợi chỉ đen đó chúng ta quấn quấn là những cái rễ cũ á cho nó giữ cây và đợi nó ra rễ mới rồi đây là rễ mới này đây là cây lan dại hồi nãy đó, mọi người nhìn giống không nhìn hai cái nó giống nhau không mọi người đó cái lan dại thì hoa nó ra quanh năm con thấy lúc nào nó cũng ra hoa linh tử lan gọi là một trong số những cây lan thuộc dòng mini À, nhưng mà mọi người được xem thường cái, cái cái chữ mini của nó nha nó nhỏ nhưng mà cây rất là đẹp mọi người nhìn này cây rất là đẹp là một thứ hai là hoa rất là thơm nó bé nhưng mà rất là thơm và màu của nó rất là đẹp luôn nó không chê một điểm nào hết đó mọi người nhìn rất là xinh về màu sắc của hoa thì hoa có màu trắng tổng thể và ở phần phía trước đây cái này có, chắc con gọi là cái môi đi ở trước cái môi này nó có cái hình nhìn rất là vui mọi người có cái cục tròn tròn này mọi người thấy không ạ đây này đó và cái màu vàng cũng như là cái mũi của nó này mũi là cái phần trên này nè mọi người đây là cái cục vàng vàng có đốm vàng đây nè và bên trong họng thì nó có cái màu đây cái hình mọi người thấy không ạ bên trong họng nó có còn cái một cái màu tím đó. khi mọi người xem video cảm thấy hay hãy cho con xin một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mọi người nha cũng như là những cái bình luận của mọi người thì mọi người có thể comment xuống ngay bên dưới cái video này mọi thắc mắc của mọi người hoặc là liên hệ với con qua Facebook hoặc là Zalo thì đường link con đó để ở bên cái mũi tên góc bên phải màn hình á, bên phần mô tả mọi người ấn vô thì mọi người kết bạn Zalo Facebook để tiện dễ nói chuyện để trao đổi hình ảnh. còn nếu như mọi người muốn ngắm hoa thì mọi người qua trang fanpage nha, có cái chữ fanpage á, mọi người ấn vô cái đường link đó lên đó mọi người ngắm hoa bởi vì khi con đăng bất kỳ một cái video gì lên youtube đó, thì con sẽ viết lại bằng chữ và cung cấp thêm hình ảnh ở trên trang fanpage cho mọi người chúng ta cùng ngắm nhiều cái hình ảnh về những loại lan đó cũng như là cách trồng cách chăm sóc ở trên đó mọi người xem lại trên đó còn mọi người đừng có nhắn tin với lại bình luận ở bên đó nha Tại vì ở trên bên trên trang fanpage nó ít khi nào nó thông báo cho con là có người hoạt động ở trên đó lắm cho nên là nhiều khi con bỏ lỡ những cái bình luận của mọi người hoặc là những cái tin nhắn đó. có những tin nhắn họ nhắn tin cả hai ba tuần rồi con mới trả lời được tại vì nó không có thông báo đó, mọi người đó, mọi người thông cảm giúp con nha về dinh dưỡng cho cây linh tử lan thì con khuyên mọi người sau khi chúng ta ghép gỗ xong ghép giống như thế này nè thì chúng ta không cần phải bó thêm cái 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 cục phân dê hay cái gì lên xung quanh cái cây cả nó thiệt mọi người không cần bó một cái gì mọi người nhìn nè chơi chuỗi nha chỉ có gỗ và lan và sợi chỉ để cột nó thôi để cuốn nó thôi còn về phân dinh dưỡng thì lâu lâu mọi người pha thuốc bất kỳ cái loại thuốc dinh dưỡng bất kỳ cái rễ cái lá dưỡng lá hay là phân bón lá gì đó mọi người pha với liều loãng nha mọi người nha liều loãng chẳng hạn như một cc hoặc là một gam cho 2 3 lít nước mà người tưới cho tất cả các loại hoa lan luôn. Chúng ta chỉ lên cung cấp cái liều loãng thôi để hỗ trợ thêm dinh dưỡng rồi còn hoa phong lan là nó ăn xưa ăn gió nó quen rồi. Đó, chúng ta cứ chăm dinh dưỡng đó là cách ta bổ sung chứ không phải chúng ta thúc nha mọi người nha. Thơm lắm mọi người nha, hoa rất là thơm luôn. rồi xin chào hẹn gặp lại mọi người ở video sau đây là video để quay để chia sẻ cho mọi người cùng ngắm về linh tưởng lao nha mọi người nha rồi xin chào mọi người